Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi 1 trong sách giáo khoa sinh học 8, trang 127, đề bài như sau. Em hãy trình bày quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận. Vậy để trả lời được câu hỏi này, các em hãy xem lại phần lý thuyết một lát mã tạo thành nước tiểu trong sách giáo khoa trang 126. Sau đây cô và các em sẽ cùng đi luôn vào lời giải chi tiết. Quan sát hình 39.1, các em có thể thấy nước tiểu được tạo thành ở các đơn vị chức năng của thận. Quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng này gồm có 3 quá trình. Quá trình đầu tiên là quá trình lọc máu. Máu sẽ theo động mạch tới cầu thận với áp lực cao, tạo ra lực đẩy nước và các chất hòa tan có kích thước nhỏ qua lỗ lọc từ 30 đến 40 angstrom trên vách mao mạch vào nang cầu thận. Các tế bào máu và các phân tử protein có kích thước lớn nên không qua được lỗ lọc. Kết quả là tạo nên nước tiểu đầu trong nang cầu thận. Quá trình thứ hai, đó là nước tiểu đầu sẽ đi qua ống thận. Ở đây sẽ xảy ra hai quá trình liên tiếp, đó là quá trình hấp thụ lại nước và các chất còn cần thiết như là chất dinh dưỡng, các ion Na cộng, Cl trừ và quá trình bài tiết tiếp các chất độc và các chất không cần thiết khác như axit uric, creatine, các chất thuốc, các ion thừa v.v. Kết quả là tạo nên nước tiểu chính thức và ổn định một số thành phần của máu. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi số 1 trong sách giáo khoa sinh học 8, trang 127.